Đây là một bà lão Dasanit lớn tuổi lắm rồi bà, nhưng mà ở đây thì họ không có quấn lại như giống như những bộ lạc khác. Những bộ lạc khác khi mà mình đến thì họ sẽ kiếm một miếng vải họ quấn lại, nhưng mà riêng bộ tộc này thì chắc có lẽ mình không thể nào mà mình nói được mọi người. Ở đây thì mình thấy mọi người đang sửa một căn nhà, nhưng mà mình không có tiện quay ở tổng quan, bởi vì là người phụ nữ họ đang làm nhà nhưng mà lại không có mặc áo, thì họ đóng như thế này nè, đó, họ đóng rất là mạnh để tạo nên một cái lỗ. Ở đây nhìn xa xăm mọi người thấy không? Khô cằn khắc nghiệt, chỉ có một cái ngôi làng nho nhỏ nằm ở đây thôi, xung quanh thì bán hoang mạc. Ăn rất là ngon nha, ăn rất là ngon miệng, rất là đói. Wow, cái cảm giác thấy họ ăn rất là ngon nha.
Vừa rồi là tụi mình vừa ngồi trên chiếc xuồng độc mộc để mà vượt từ bờ bên kia đó qua bên này xong để đi thăm một bộ lạc khác có tên là Dasanit. Trong quá trình mà di chuyển mình thấy người đàn ông này bơi rất là giỏi, bơi từ ở phía bờ bên kia, cố gắng bơi qua tới bờ bên này, phải nói rất là khâm phục luôn. Khu vực sông này thì nó giáp ranh biên giới với lại ba quốc gia nè mọi người, đó là Ethiopia, Nam Sudan với lại một quốc gia nữa cũng thuộc wow, trẻ em ở đây mọi người xem nè, trời ơi. Ok, thank you. Mình sẽ đi thăm bộ lạc Dasanit. Thật sự khi lúc nãy mà mọi người xem cái hình ảnh mà mình ngồi trên cái chiếc xuồng độc mộc đó, thật sự rất là hoang mang luôn. Để mà làm được một chiếc xuồng mà nó cân bằng nó như vậy thì rất là tuyệt vời luôn á. Lúc đầu thì mình không dám bước lên luôn. Ở khu vực này thì nó giáp ranh biên giới á, vì vậy nó rất là bất ổn về chính trị. Nhiều khi nó xảy ra những cái vấn đề xung đột ở khu vực này nè. Salam. 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 Salam là cái câu chào của Ethiopia. Nếu mà mình chào một người thì là salam. Còn nếu mà mình chào nhiều người thì sẽ có một cái câu khác nữa, nhưng mà mình quên mất rồi, khó nhớ quá. Ở đây giáp ranh với ba biên giới mà. Mình chỉ nhớ rằng là giáp ranh giữa Nam Sudan, Ethiopia và còn một quốc gia nào nữa mà mình cũng quên mất rồi. Ở đây đa phần thì họ nuôi dê nha. Bây giờ thì tụi mình sẽ sau khi mà băng qua bên sông rồi, bây giờ tụi mình sẽ phượt bộ, đi bộ một khoảng thời gian cũng rất là xa. Ok, yeah. Salam. Salam. Ok, let's go. Đây là thanh niên bơi qua sông rồi mọi người. Zebra. Oh, ok. Swimming good. Yeah, swimming. Bơi giỏi. Bơi rất giỏi nha. Ok. Ok. Zebra. Zebra. Ok. Đặc biệt là người phụ nữ ở châu Phi á, thì họ hay mang những cái vật, những cái đồ lương thực đồ họ mang trên đầu á, kể cả nước đồ á. Thật sự rất là khỏe nha. Nếu mà cổ mà yếu yếu là không có giờ mà làm được đâu. Kenya. Nhờ cậu thanh niên này mới biết thêm một quốc gia mà giáp biên giới với lại Ethiopia. Đó là Kenya. Kenya, Sudan. Kenya. Sudan. Hướng này, Sudan. Sudan. Ok. Ethiopia. Ethiopia, yeah. Kenya, Sudan. Sudan. Yeah, ok, thank you. Nhờ cậu thanh niên nói mình mới nhớ ra được thêm một quốc gia nữa giáp biên giới giữa ba nước. Loài động vật chủ yếu ở châu Phi là mình thấy là gần như là chỉ có lừa thôi mọi người. Đây là cái động vật mà để chuyên chở hàng hóa nè. Người ta bỏ những cái đồ nặng lên những cái chú lừa này. Nhìn nó cũng hơi giống như con ngựa nhưng mà không phải ngựa nha. Ở đây không có ngựa, ở đây chỉ có lừa thôi. Rất là nhiều lừa phía bên này. Ở đây dường như là xung quanh á, cây nó rất là ít nha. Và đặc biệt là chỉ có cây lá kim thôi. Khí hậu khắc nghiệt quá. Khí hậu ở đây nó rất là khắc nghiệt. Mình sắp đến ngôi làng rồi.
cuối cùng thì cũng đã đặt chân đến ngôi làng rồi. Wow, trẻ em ở đây thì phơi nắng như thế này mọi người. Bây giờ trời rất là nắng, gió nó rất là khô nữa. Ôi, những căn nhà ở đây thì nó cũng sập sệ và nó y chang giống như những bộ lạc mà mình đi cách đây mấy ngày trước đó mọi người, không khác gì cả luôn. Nhưng mà ở đây tiến bộ thêm một xíu là dùng được những cái miếng tôn đó. Họ dùng những cái miếng tôn họ lợp lên. Nhưng mà mình thấy như thế này nó nóng lắm. Ui, có một người đàn ông cao chắc phải tới hơn 2 mét mọi người. Người đàn ông này phải cao hơn 2 mét nha. Rất cao luôn. Đây là căn nhà của người Dasanit. How? Yeah. Ở đây phụ nữ thì vẫn không có mặc áo nha. Vì vậy để mà ghi hình những người phụ nữ ở đây nó cũng... Wow. Ở đây gió nó rất là rét luôn. Ok. Mình chia sẻ căn nhà. Ở đây thì những căn nhà hiếm hoi lắm, họ lợp được những cái miếng tôn lên mà không biết là nó có nóng hay không. Đây là bên trong nhà của người Dasanit. Nói chung là cũng trống lỏng, không có gì hết trơn mọi người. Ok. Đây là cái bếp nè. Đây là cái bếp ăn. Có nghĩa rằng là ở đây thì muỗi rất là nhiều, họ không có mùng. Vì vậy là họ dùng cái bếp ở trong trong nhà luôn để cái khói xua muỗi. Đây là người đàn ông của bộ lạc Dasanit. Phụ nữ thì không mặc áo. Ok. Bây giờ mình không có dám quay những người phụ nữ ở đây luôn, bởi vì họ đâu có mặc áo đâu. Trời ơi. Nếu như mà mình bước vào trong cái căn nhà này chắc là mình không thể nào chịu nổi, bởi vì cái tôn ở trên cái mái nhà nó sẽ làm cho cái nhiệt độ nó tăng lên gấp bao nhiêu lần nữa nè mọi người. Mình thấy những bộ lạc khác thì họ dùng cỏ cây rơm rạ họ lợp trên cái phần mái thì nó đỡ nóng hơn. Còn ở đây là như thế này thì chắc mình nghĩ nóng lắm này. Gió nó rất là rét. Bây giờ mình sẽ lấy một vài nét mặt của người phụ nữ Dasanit cho mọi người nha. Đây là một bà lão Dasanit lớn tuổi lắm rồi. Bà hi. How are you? Con mi dập. Con mi dập. Speak English. Con mi dập, yam mi dập. Miss, how are you? How old are you? Con mi dập. Mình chịu luôn rồi. Cậu thanh niên nói tiếng địa phương. Con mi dập. Con mi dập. Yam mi dập. Yeah. Bà lớn. Bà chắc phải 90 tuổi rồi. Yam mi dập. Yam mi dập. How old are you? Yeah. No. How are you? No. How are you? How old are you? How are you? You say, yeah, con mi dập. No. Wait, no. How old? Old are you? Old. Years. Yes, yeah, I think 85. 85? Yeah. Đây là người phụ nữ Dasanit. Bởi vì mình chỉ quay được ở phần trên thôi, bởi vì là những cô gái ở đây không có mặc áo thì mình sẽ chia sẻ ở phần trên thôi. Nhưng mà lại khác, khi mà mình đến thì họ sẽ kiếm một miếng vải họ quấn lại. Nhưng mà riêng bộ tộc này thì chắc có lẽ mình không thể nào mà mình nói được mọi người. Vậy thì mình chia sẻ ở khuôn mặt thôi. Xin đưa đến đây đi.
Qua bộ anh nhớ chứ. À có nhìn đến đấy. Ờ. Đúng đấy. Ở đây thì mình thấy mọi người đang sửa một căn nhà, nhưng mà mình không có tiện quay ở tổng quan, bởi vì là người phụ nữ họ đang làm nhà nhưng mà lại không có mặc áo, thì họ đóng như thế này nè, đó, họ đóng rất là mạnh để tạo nên một cái lỗ. Và sau đó là họ sẽ rút cái cây này lên, họ lấy một cái cây nhỏ nhỏ, họ sẽ trồng xuống. Đây là cái cây nhỏ nhỏ này, bắt đầu họ rút cái cây mà họ đóng lên, họ sẽ có một cái lỗ rồi, họ sẽ chọt cái cây nhỏ xuống, mà cái cây nó rất là, nó cong nha, nó có hình cong. Đó, nó cong như thế này nè mọi người. Cái cách của họ là họ sẽ dùng một cái cây nhọn, đây là cây nhọn nè. Và người phụ nữ sẽ đóng xuống. Đó, cách đóng của họ như thế này nè, mọi người thấy không? Đóng bụp 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 thế. Và họ sẽ tạo một cái lỗ. Họ sẽ tạo một cái lỗ nó sâu, đủ sâu để cho nó giữ được cái cây này, mà họ chọt cây này xuống. Wow, very good. Very good. Tiếp tục này, họ tiếp tục. Đó, họ cứ đóng như thế này. Họ đóng như thế này thôi. Wow. Họ đóng rất là hay nha, nhiều khi mình đóng chắc vô tay quá. Cái cục đá này chắc họ dùng, họ đóng làm nhà rất là nhiều rồi nè, bởi vì cái cục đá nó mòn luôn rồi. Nó bóng rồi. Xin lỗi mọi người nha, mình chỉ quay ở dưới như thế này thôi, bởi vì người phụ nữ Daisanit họ không có mặc áo nha. Thì mọi người cũng phải thông cảm, bởi vì những hình ảnh nó không có đưa lên trên được, nó rất là phản cảm. Đó, họ cứ đóng như vậy thôi. Họ cứ đóng như vậy thôi nè. Họ đang làm nhà mọi người. Đây là căn nhà của người Daisanit. Họ chỉ dùng những cái cây nhỏ như thế này, sau đó họ đan lại với nhau, rồi họ dùng một tí đất họ đắp vô, rồi họ sẽ lấy những cái miếng tôn cũ họ nhặt ở đâu hay là ai cho hay ai tài trợ đó, rồi bắt đầu họ lợp lên. Rồi đây là cái này là cái nồi cà phê, cái này là họ đang nấu cà phê nè. Cà phê nhưng mà họ nấu cả hạt với lại cả vỏ luôn mọi người. Rồi, cô gái này đóng rất là nhiệt tình nha, đóng nãy giờ. Wow, đóng sợ trúng tay luôn mọi người. Này mà nó trúng cái tay cái là xong luôn. Thật ra là mình chỉ xem họ làm thôi chứ mình không có làm được nha, vì vậy. Đây là một cách làm cũng rất là hay. Đó thì sau khi mà đóng cây xong là hoàn thành cái căn nhà nó như thế này nè mọi người, một cái hình tròn. Đây là một cái loại thức uống gì đó của người Daisanit, nhưng mà mình thấy nó trào lên nè mọi người, giống như kiểu lên men hay sao nè. Mọi người thấy nó trào lên không? Trẻ em ở đây thì đang vào cái mùa dịch hay sao á, thấy tất cả những cái, mình đi tất cả những bộ lạc ở châu Phi, mình thấy trẻ em đều sổ mũi và ho. Và nói thật mọi người là ngày hôm qua mình cũng bị sốt với ho. bây giờ vẫn chưa khỏi, nhưng mà vẫn phải cố gắng để đi thăm những bộ lạc ở đây. Đây là một người phụ nữ ở trong cái bộ lạc này,
Trời ơi, cuối cùng thì cũng có một cô gái chịu khoác cái miếng vải vô lại nè. Đây là cách mà họ cột này, họ dùng một cái miếng vải xong họ cắt nhỏ ra họ cột lại. Đây là cách làm nhà rất là đơn giản của người Dasanit. Bởi vì những người phụ nữ ở đây không mặc áo, vì vậy mà mình không chia sẻ được nhiều hình ảnh. Vì vậy mình sẽ đi tham quan một vòng quanh những ngôi nhà của người Dasanit cho mọi người xem. Trong quá trình mà mọi người đang làm một căn nhà mới, thì căn nhà mới thì làm nhanh thôi mọi người, làm nhà đây thì đơn giản lắm, làm khoảng họ chung tay với nhau làm khoảng một tiếng là xong căn nhà rồi. Bởi vì họ sống theo kiểu là giống như kiểu là du mục của mọi người. Khi mà một cái nơi nào đó mà không còn thức ăn cho gia súc nữa thì họ sẽ di chuyển sang một cái nơi mới. Vì vậy là những căn nhà họ làm cũng đơn giản thôi, chứ không có làm mà nó phức tạp. Ở đây mình thấy họ trưng bày một số những cái đồ những cái đồ mà họ mỹ nghệ. What is it? It's a goat. Là cái sừng. Ok, speak Việt Nam, sừng. Cái này mình nghĩ là sừng của một con gì đó nè. Khả năng là sừng con nai hay không? Này sừng con gì vậy? Nếu mà chắc có một số khán giả sẽ biết nè. Ở đây còn một số rất là nhiều những cái đồ mà họ săn, họ đi săn về. Quá trời luôn. Cái này nữa nè. Này là sừng của một cái con gì vậy mọi người? Cái này là cái ghế để mà họ ngồi nè. Họ thiết kế cái ghế nha. Phía bên này mình thấy có mấy cái sừng nó lớn lắm. Wow. Cái sừng này mới lạ nè mọi người. Sừng này sừng con gì lạ quá. À, ok. Họ bày bán rất là nhiều thứ ở đây. Có cái này là mình thấy ấn tượng nhất này. Cái này là sừng gì đó, cái con gì đó. Mình thấy ấn tượng nhất là cái sừng này. Không biết là mình có mang về Việt Nam được hay không mọi người. Đa phần là những cái sừng này là của người Bồ Lạc, họ đi săn bắn á, rồi họ mang về. À,
gần như là cái việc mà làm nhà ở bộ tộc Dasenit là phụ thuộc vào người phụ nữ nha. Mình thấy ở đây phụ nữ là nhiều hơn đàn ông. Đàn ông hồi nãy giờ mình thấy chỉ khoảng chưa đầy 10 người nhưng mà phụ nữ rất là đông. Cách mà những thổ dân ở Ethiopia họ làm cho cái răng của mình nó trắng á là họ sử dụng một cái cây. Họ cứ ngậm hoài vậy đó mọi người, ngậm cho nó mềm xong rồi họ chà cái răng của họ. Thì ở thổ dân ở đây họ hay nhổ nước bọt lắm. Assalam, assalam. Damizab. 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 No, China. I'm from Vietnam. 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 You are Vietnamese. Vietnam. Vietnam. You are Dasanit. Dasanit, yeah, okay. Dasanit. Yeah. You are Dasanit. 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 Her mother. À, có nghĩa là bà lão ngồi bên cạnh là vợ của ông. Family. Mother. In mother. Okay. Mom. À, có nghĩa là bà lão lớn tuổi hồi nãy là mama. À, đây là baby. Đây là baby của mama. Yeah. Baby. Okay. Alia. Thật sự cuộc sống ở đây nó rất là khó khăn. Điều kiện sống không có, nước khan hiếm, thức ăn thì bây giờ trồng trọt và chăn nuôi nó cũng khó. Vì vậy mà điều kiện sống ở đây thật sự mà nói nó không có được đảm bảo. Mình sẽ tiếp tục đi tham quan nha. Ở đây nhìn xa xăm mọi người thấy không? Khô cằn khắc nghiệt. Chỉ có một cái ngôi làng nhỏ nhỏ nằm ở đây thôi. Xung quanh thì bán hoang mạc. Họ chặt những cái cây này sẵn để làm nhà nè mọi người. Cái cây nó phải làm cong như thế này nè. Đây cái cây họ để cong như thế này để làm nhà nè. Xong. Ok. Tôn ấy lên thế này rất là nóng, hot. Ok, khi mà nóng thì sẽ qua những căn nhà lá như thế này để nằm nè. Ví dụ như nếu như mà trời mưa thì sẽ qua những cái căn nhà bằng tôn như thế này. Còn nếu mà trời nắng thì họ ở trong căn nhà như thế này. Chicken house. What? Chicken. À, nuôi gà. Họ sẽ nhốt gà trong này. Chicken. Chicken, yeah. Ok. That store. Nhốt gà trong cái căn nhà chút xíu như thế này nè. Trời ơi. Đây là nhà của gà nha. That store. Store for keep for food. Store. This one. For food. Keep. Storage. Cái chỗ này là chỗ nuôi dê. Đây là thức ăn của dê. Ok. Deer animal. Ok. Đây là một cái chuồng dê nha. Thì ở trên họ để thức ăn của dê trên cao. Gà. Hiếm hoi lắm mới cứ được vào con gà mọi người. Ok. Trong này có mấy chú dê. Để mình coi thử là những chú dê này ăn cái gì đây.
những chú dê ở đây thì được ăn cái loại cây gì đó. Ok, thì mình có mang theo mì tôm, coco mi với lại chinh su 7 món ăn sáng. Thì hôm nay khi tới bộ lạc này thì tụi mình sẽ tổ chức nấu cho họ một bữa ăn. Chắc có lẽ là rằng là họ sống ở đây chắc chưa bao giờ được ăn mì tôm của Việt Nam. Vì vậy ngày hôm nay tụi mình sẽ nấu một bữa ăn để mời bộ tộc ở đây, bộ lạc ở đây nha mọi người. Bây giờ thì những người phụ nữ họ bắt đầu lấy những cái tấm tôn và họ sẽ xen kẽ vào những cái cây mà họ đã làm từ sớm giờ, có một cái khung sẵn rồi. Bây giờ họ sẽ gắn tôn vô. Bây giờ người phụ nữ họ sẽ bắt đầu lợp cái phần nhà của họ này. Mình thấy có một cơn lốc xoáy nó cuốn đi cát. Một cơn lốc xoáy rất là lớn. Đây là cái loại nước uống của người Dasenit. Mình thấy cái nước ở đây nó kinh khủng trời. Đây là nước uống của họ nè. Không biết là họ làm từ cái gì mà mình thấy. Trời ơi, thật sự là nó không có được đảm bảo vệ sinh mấy mọi người. Tại vì nước ở đây nó khan hiếm á, họ sẽ uống như vậy. Căn nhà của bộ tộc Dasenit cũng đã sắp hoàn thiện rồi. Một căn nhà họ làm rất là nhanh nha. Họ vẫn tiếp tục đóng những cái cây như thế này để chèn vô những cái miếng tôn cho nó giữ được tôn. Trẻ em ở đây rất là đói và khát, thiếu nước trầm trọng. Đây là cái loại nước mà trẻ em ở đây sử dụng. Mình thấy rất là bẩn nha. Không thể nào mà mình dám uống cái loại nước này. Ok. Các em đang đối mặt với tình trạng là thiếu lương thực và thiếu nước trầm trọng. Mắt của các em nhỏ ở đây á, nó rất là vàng. Bây giờ mình sẽ cho mọi người xem các em phải đối diện với rất là nhiều thứ. Mất vệ sinh, thiếu nước, thiếu lương thực. Các em phải uống cái loại nước này nè. Cái việc mà mình mang nước đến đây á, nhiều khi mình không dám lấy ra uống luôn. Bởi vì khi mà mình lấy ra mình uống á, thì mình nhìn các em uống cái loại nước này mình không có cầm lòng mọi người. Vì vậy nãy giờ nước mình mang tới đây mình cho hết rồi. Cặp mắt của các em nè, cặp mắt bị vàng hết rồi, bị mắc bệnh gì đó. Ở đây là trẻ em ở đây bị hết rồi. Trẻ em ở đây bị hết tất cả luôn. Cái cặp mắt nó đều nó bị vàng hết rồi. Một xíu nữa tụi mình sẽ cho các em ăn mì tôm của Việt Nam, chắc có lẽ các em cũng sẽ rất là thích. Yeah.
Ok. Bây giờ tụi mình sẽ chỉ cách mà người để cho người bộ lạc họ sử dụng mì gói. Thật sự là không gian ở đây đang bị náo loạn rồi. À, bây giờ thì một người đàn ông lớn tuổi sẽ thử cái món của Việt Nam này. Ăn rất là ngon nha, ăn rất là ngon miệng. Rất là đói. Wow. Cái cảm giác thấy họ ăn rất là ngon nha. Nói với họ cái này mì gói là cái gì đó rất là mới lạ. Mình nhìn thấy họ ăn thấy cái vị rất là ngon luôn á. Chắc là đây là lần đầu tiên họ được ăn món này. Wow, hấp nước luôn rồi. Wow, ngon ngon. Ok. Tuyệt vời mọi người, tuyệt vời. Tụi mình cảm thấy rất là vui khi mà mang đồ ăn của Việt Nam. Nhưng mà họ lại ăn bả lần rất là thích là mình cảm thấy vui rồi. Người đàn ông này là rất là thích rồi này. Wow, ăn có vẻ rất là vội vàng mọi người, có nghĩa là bởi vì là ngon quá, ăn rất là vội vàng luôn. Anh có nghĩa là rất đói không? Và hiện tại thì mọi người cũng thấy rằng là rất là đông người đang tụ tập ở cái chỗ đó, là cái chỗ mà để mì gói hồi nãy á, thì thấy mọi người ăn rất là ngon luôn. Thì video cũng khá là dài rồi, ngày hôm nay ghé thăm bộ lạc thì cho mọi người thấy rằng là hiện tại là trên thế giới còn đang rất là nhiều bộ lạc đang sống rất là khó khăn, thiếu thốn rất là nhiều thứ như là nước nè, lương thực nè,
y tế, giáo dục, rất là nhiều thứ đang bị thiếu thốn. Kể cả như mình mang qua một gói mì gói thôi, họ cũng cảm thấy rất là ngon miệng rồi. Ok mọi người, thì video này Nhân xin phép là kết thúc nha. Nếu mà mọi người xem thì thấy Nhân chia sẻ thú vị thì đừng quên là đăng ký kênh để theo dõi những video sắp tới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại nha. Bye bye mọi người.